tôi rất muốn cho con ngầu ra gặp con dẻ. Anh dạy dỗ. Quá sạch sẽ thấy không? Mới dọn dẹp xong, chuẩn bị cho thằng nào dẻ qua đây chạy qua chạy lại. Còn ở trong này chưa dọn. Hàng quỷ đã dọn gì? Kể từ ngày hôm nay, những cái vlog như là drama và kể cả cuộc sống hàng ngày luôn cũng đều đăng ở bên kênh này hết nha quý vị. Một kênh thôi, gần Tết rồi, dọn dẹp quá trời. Đăng nhiều kênh quá nó loạn thần lắm. Tao sẽ cho mày ra chơi với con dẻ nha. À, hay là mình thử cho con vui, con miêu, con quạ qua chơi với con dẻ đi. Để bớt hổ báo. Ê con ngầu, con ngầu. Sao đánh con mày? Sao vui? Muốn ra đây chơi hả? Rồi, mày yên tâm. Không thể nào thiếu vui đâu. Khế nhỏ ở trong đó. Nói chung, bữa nay tôi sẽ cho những đứa gọi là có máu mặt ra chơi với con dẻ. Con nào nhát cũng không cho ra nha. Như con khè là không cho ra nè. Con mèo thôi. Hai con đó ra mà có gì giật mình là báo nữa. Cho ngầu ra không? Ngầu ra không ta? Nó quạo quá. Dẻ ra trước đi. Có ra chơi không? Không ra hả? Không ra thôi. Mặc cái áo này vô. Ai 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 kéo. À tự mặc đúng không? Mặc đi. Đẹp trai quá. Ai. Cơ hội hả mày? Chưa gì đi kiếm bay ngựa. Ai có khi nào con ngáo khoái nó không? Ngáo chọc nó hoài vậy trời. Con dẻ ở ngoài thì nó chọc mà con dẻ vô chuồng nó trốn nha. Cái dạng con này dạng mê trai. Nó nhìn thấy trai ngoài chọc ghẹo mà gặp trai là mắc cỡ trốn nha quý vị. Nè mặt có dẻ nè. Nó gặp con nào cũng như nhau. Ôi đã quá. Mình đừng có mơ chạy cò tiêu con. Biết trước thế nào cũng chạy vô. Chừng. Ê. Nè đá banh đúng không? Đá đi. Trời ơi. Thấy tướng con dẻ không? Tướng rất là tốt nha quý vị. Gọi tướng đi. Khế dầm. Mà tội nghiệp khế mà con ơi. Bước ra đây bị dẻ đánh hoài. Cái dạng nó giỡn với khế mà thấy con khế không phản ứng gì. Đánh mạnh luôn. Bây giờ cho những con hung dữ ra gặp mày là xứng đáng. Bây giờ mình sẽ cho những con mèo tuyển chọn ra solo với con dẻ. Lục mã tử nên cho ra không? Nó hơi nhát. Tính ra lùng mã tử giống con mèo, hơi nhát. Chẳng qua nó thân thiện với mình nó mới không nhát thôi. Chứ nó gặp người lạ nó nhát dữ lắm. Bây giờ ta mở cửa nha. Nhọn. Khế. Quạo. Rồi. Vui. Đại ca. Đại ca chậm tiêu mày. Con đại ca có xuống không? Cho con ngầu. Bữa nay tôi rất muốn cho con ngầu ra gặp con dẻ. Cho nó dạy dỗ. Con ngầu, con quạo, con vui. Lùng má tử rồi thôi. Nó ra ngoài nó quạo lắm. Như con quạo nó không kêu âm sùm chứ lùng má tử nó khè quá. Nó chưa gì thị ngầu mắc mắc cái đuôi kìa. Nó cái chị này. Cái tánh rất là sát phạt nha quý vị. Ủa tụi bay làm gì vậy? Làm leo ghế hết vậy? Đang chơi đá banh. Ê, tính ra cho mấy con dẻ ở đây mà nhìn con dẻ chạy qua chạy lại giống như được ngắm cái sở thú á bà con. Cũng vui á. Bây giờ mình để cho tụi nó tự nguyện nha. Trời đá banh. Tự nguyện nha. Con khế ra bị giảng hiếp hoài. Mày dẫn ra hả mày? Gậy mẹ đi. Thích thì chịu. Giờ mở cửa thoải mái nha. Cửa phòng kính và cửa nhà sau đều mở. Nhưng mà phải đóng cửa đó lại để dẻ chạy vô được mệt lắm. Chị Mèo một là xuống, hai là vô luôn. Ấy con ngầu. Ủa ngầu vô chi? Ngầu. Con Mèo phá đám không mà trời. Ngầu khè vô luôn mày. Xin mời. Thôi con ngầu hỏng ra cho con khè ra đi. Ra ngoài đi kìa. Rồi nó ra. Nó ra gần hết rồi. Con quỷ mi có làm gầm gầm hoài thì tỉnh kìa. Rồi. Một bầy
Con vẽ đâu? Con vui con giòi. Ở đó đó, thằng này. Yếu bóng vía thì đi vô trong. Yếu bóng vía vô trong cho tao. Khè. Đó, anh vui bước ra là kêu. Thấy đồng đứa gao nó bựa nha quý vị. Cũng biết sợ nha. Sao tự nhiên nguyên bày ra vậy trời. Chị nhọn sợ con vẽ mà cũng ham vui nha. Wow. Khéo gì đó. Ê, cái con thằng lằn hôm qua nó lại cà khỉa mang mèo nữa kìa. Vẫn là con quỷ này. Ê, này đi dành kéo cửa sổ vô. Mình gào hết trơn, mình đâu thọc tay ngoài kéo cửa sổ đâu. Phải có cụm dây này. Có gì cắt rồi anh hai. Đây, cuộc nội chiến bắt đầu. Thế đi vô trong đi con. Thế vô trong đi. Nó đánh lộn không lợi vui. Nó chạy mà nó gặp con khế nó chút giận nha. Nó gặp con khế khiều nhẹ nhẹ, thấy khế không làm gì nữa. Đánh con khế rất là mạnh. À. 1-0. Con quỷ vui nó đánh nghe bụp nghe quý vị. Nhưng mà nó dùng cái đệm tay nó đánh. Chị Ngầu đã bước ra kìa. Tốt lắm. Chỉ cần vui quạo với Ngầu ở đây là đủ rồi. Nó cái mặt của chị kìa. Nhìn con Ngầu là biết con sư tử Hà Đông rồi. Nè, không có phóng lên chưa. Con nào phóng lên ăn đòn nha. Bị tán cái nằm luôn. Cái này nằm là đợi thời cơ. Chứ nó không có dừa. Còn cái anh quạo này nè, cũng chờ thời cơ giống vẽ nha. Thấy con vẽ mà quên là cũng chạy ra khiều con vẽ đó. Chị Miu bước ra nè. Một con quỷ Miu này ra nè, nó quậy nha quý vị. Nó nhát với nó cọc quá. Vừa cọc mà vừa nhát là hay phá hoại lắm. Tao sẽ đóng cửa lại. Cái đứa tao cần ra là con Ngầu, con Quạo, con Vui. Giờ phải đóng cửa lại liền. Rồi. Đúng rồi, đại ca vô luôn đi. Rồi. Phải cho con nhọn vô mới được. Con Ngầu không có vô. Cho con nhọn vô nha. Ở ngoài chơi đi. Ngoài chơi nha lên. Đi à. Một là con Dầu với nhọn ở đây. Hai là chỉ con Ngầu ở đây thôi. Đây con Ngầu nó kỹ gơ với con Dầu nhọn. Đó. Ngầu. Tối nay cho mày ở đây chơi với con vẽ nha. Mày con Vui với con Quạo. Vô nha lên nha lên. Rồi xong. Thì Ngầu muốn vô trong kìa. Không có cho. Ở đây. Vui trong vui ra ngoài. Vui. Cái đây con, nhanh lên. Cái biểu. Cái này nè. Mày lại giống mày. Con quỷ Vui khôn quá trời. Mình tính bắt nó ra ngoài nó trốn nãy giờ. Ê. Đi ra ngoài chơi với con vẽ con. Cái Vui. Thì mày chạy đâu? Mày. Mày ganh mai với tao đó hả? Rồi, bây giờ khế dò nhọn ngồi ở đây. Mở máy lạnh coi phim nha. Coi phim đi con. Mới thấy cái cảnh con Quạo nó gượt con vẽ. Nó chụp con Quạo rồi bị Quạo gượt chạy. Ngồi đây không thấy rõ nha. Đó nữa. Con Quạo lộ bản chất nha quý vị. Đâu có dừa đâu. Ăn miếng trả miếng đó. Bây giờ con vẽ đang đi học. Học về đạo đức. Không phải đạo đức. Học về xã hội. Con Quạo kiếm chuyện với vẽ gõ gàng. Trời đất ơi. Ủa sao không ăn hiếp con vẽ mà vô kiếm chuyện vậy. Con Thị Ngậu nó rất là Quạo nha quý vị. Con nhọn nó thấy mình nó cũng kênh với Ngậu nha con. Có con Ngầu ở ngoài đó là con vẽ nó không có dám lộng hành. Tại bị con Ngầu đánh lần sợ rồi. Nó nhớ mặt con Ngầu. Bà la sát của triều đại thế thúi đó. Sao Ngầu? Thôi cái mặt mày Quạo quá cho mày vô trong đi mày. Con Quạo con vô giải quyết con vẽ đủ rồi. Con Ngầu nó cọc quá. Gà đó là mắc đuôi lì hả trời. Lùng mã tử yếu một thấy gà gió. Thôi thấy tội nghiệp. Cho vô đây coi phim cũng được. Mau lên. Đây. Quỷ lùng nó xấu heo ấy. Nhìn thấy con vẽ ngoài tiếng thì nó chửi. Ra ngoài đụng thì nó sợ nha.
coi phim. Bộ phim không hồi kết. Đó 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 đó. Sợ sợ. Bây giờ tôi đi làm công chuyện. Tiếp diễn bộ phim như thế nào sẽ ra phần 2 nha quý vị. Nãy giờ video hơi dài đó.